Hello Alison, chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau chinh phục lại cách phát âm SCH trong tiếng Đức như thế nào nhé. SCH là một cái âm mà xuất hiện rất là nhiều trong tiếng Đức. Vậy thì nó sẽ được phát âm như thế nào nhé? SCH sẽ phát âm là sh. Các bạn phải cong lưỡi lên và giống như là hình như là ở miền Trung, miền giữa của đất nước Việt Nam mình ấy, thì mọi người cũng hay uốn cái lưỡi lên khi mà chúng ta nói chữ S, sâu sắc kiểu như vậy, thì cái chữ SCH ấy nó cũng gần như là như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta uốn cong lưỡi lên ấy thì chúng ta phải mở rộng cả cái hàm của mình ra ấy, để cho cái âm đấy nó tròn lên. Ví dụ như là shade, thật là tiếc. Shade, chúng ta uốn cong lưỡi. Giả sử nếu mình cũng nói như là người miền Trung ấy, mình sẽ cong lưỡi nhưng mình không mở rộng cái âm lượng và cái hàm ra ấy, thì chúng ta sẽ phát âm là shade, shade, shade. Nó vẫn chưa chuẩn. Chúng ta vừa uốn cong lưỡi shade và chúng ta mở rộng cái hàm này ra shade. Thật là đáng tiếc. Đáng cái sườn, đáng cái sườn, đáng cái sườn. Chúng ta uốn cong lưỡi và mở rộng cái hàm này ra. Schön. Chúng ta sẽ có từ schön. Đẹp, xinh đẹp, rất là tuyệt vời. Hoặc là cảm ơn rất nhiều. Danke schön. Từ cay ở trong tiếng Đức chúng ta sẽ phát âm như thế nào? Không phải là sharp. Không phải là sharp các bạn nhé. Nhiều bạn sẽ nói là schön sharp. Như thế thì không đúng. Chúng ta phải cong lưỡi lên. Schön sharp. Thật là cay nhá. Schön scharf. Rất cay. Hãy làm cho tôi món này rất là cay. Bitter sehr scharf. Không phải là bitter sehr sharp mà là bitter sehr scharf. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu theo hệ thống. Đầu tiên mình sẽ lấy rất là nhiều động từ làm ví dụ, những động từ mà có liên quan tới từ SCH các bạn nhé. Chúng ta sẽ có động từ đầu tiên, đấy là động từ schauen. Schauen. Schauen là từ đồng nghĩa của sehen, gucken, nhưng mà schauen thì được sử dụng ở trong văn nói nhiều hơn. Ich muss mal schauen. Ich muss schauen. Ai đó đề nghị bạn là ngày mai có thể đi chơi với mình được không? Đi cà phê nhá, thì bạn chưa có kế hoạch gì cả, bạn chưa biết ngày mai sẽ như thế nào, thì bạn sẽ nói là ich muss schauen. Schauen, mình phải xem đã nhé. Ich muss schauen. Động từ thứ hai đấy là động từ schlafen. Schlafen có nghĩa là ngủ. Schlafen. SCH chúng ta uốn cong lưỡi lên. Schlafen. Schlafen. Ich gehe schlafen. Mình ngủ đây. Ich gehe schlafen. Schaukeln. Schaukeln. Bạn nào có con đi nhà trẻ thì chúng ta sẽ biết từ schaukeln. Động từ này có nghĩa là xích đu. Và cái xích đu ấy, danh từ sẽ là đi schaukeln. Đi schaukeln. S-C-H. Schaukeln. Động từ quan trọng nữa trong tiếng Đức đấy là sich entscheiden. Sich entscheiden. Ich entscheide mich für das Leben hier in Deutschland. Mình muốn một cuộc sống ở nước Đức này và mình đã quyết định như vậy. Ich entscheide mich für das Leben in Deutschland. Entscheiden. Sich entscheiden. Danh từ thì chúng ta sẽ có từ Entscheidung. Entscheidung. Quyết định. Động từ tiếp theo. Schieben có nghĩa là đẩy cái gì đấy. Schieben. S-C-H. Schieben. Verschieben có nghĩa là các bạn hoãn một cái việc gì đó. Verschieben. Können wir es auf morgen verschieben? Heute schaffe ich es nicht mehr. Können wir es auf morgen verschieben? Heute schaffe ich es nicht mehr. Chúng ta lại có động từ schaffen. Schaffen. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm được cái việc gì đó, làm xong, hoàn thành việc gì đó thì chúng ta sẽ nói là schaffen. Chúng ta sẽ có động từ schneiden. Schneiden. Cắt. Schneiden. Một động từ nữa chúng ta rất là quen, và nhất là trong khi chúng ta học về cách ba trong tiếng Đức, chúng ta sẽ có động từ schmecken. Mir schmeckt das Essen sehr gut. Das Essen schmeckt mir sehr gut. Schmecken.
Một động từ nữa mình nhớ ra đấy là động từ schleppen. Schleppen có nghĩa là chúng ta tha lôi cái gì đấy. Schleppen. Ich muss heute alles schleppen. Ich muss heute alles schleppen. Viele Hände. Mình hôm nay phải tha lôi đủ mọi thứ. Muss heute alles schleppen. Chúng ta sẽ có một động từ rất là hay, đấy là động từ schenken. Schenken có nghĩa là chúng ta tặng, trao tặng. Schenken. Hoặc là verschenken. Verschenken. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là danh từ thì chúng ta sẽ có những từ gì liên quan tới SCH nhé. Mình nghĩ ra một số từ như sau. Đầu tiên đấy là từ descherger. Descherger có nghĩa là cái kéo. SCHERE. Descherger, cái kéo. Die Schokolade. Die Schokolade. Die Schokolade. Der Schatten. Der Schatten có nghĩa là cái bóng của mình ấy. Der Schatten. Der Scherz. Der Scherz. À, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Đùa thôi, mình đùa thôi. À, ở mảng động từ thì mình có từ schaukeln và bây giờ mình sẽ có từ die Schaukel. Die Schaukel có nghĩa là cái xích đu. Das Schiff. Das Schiff. Cái thuyền. Die Schleife. Die Schleife. Cái nơ để buộc tóc là die Schleife. Die Schleife. Der Schnee. Der Schnee. Tuyết. Der Schauer. Der Schauer có nghĩa là cơn mưa rào. Der Schauer. Der Schaum. Chúng ta uống cà phê thì sẽ có là der Schaum. Là cái khi mà mình uống cappuccino hoặc là latte mình sẽ có Schaum, bọt sữa sẽ là der Schaum. Khi mà chúng ta rót bia nó cũng có bọt đấy thì chúng ta cũng gọi là der Schaum. Số phận chúng ta sẽ có từ Schicksal. Das Schicksal. Số phận. Ah, das war Schicksal. Das war Schicksal. Chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không có lời lý giải cho việc đó thì chúng ta sẽ nói là thường hay là nói đùa là chúng ta đổ cho số phận. Das war Schicksal. Nó có thể là một cái chuyện hay, chuyện tốt, một cái niềm vui. Das war Schicksal. Số phận an bài như vậy. Hoặc cũng có thể là những việc mà không theo như mong đợi của chúng ta cũng có thể diễn đạt được là Das ist hoặc là Das war Schicksal. Số phận. Chúng ta sẽ có từ die Schule. Die Schule là trường học. Die Sprachschule có nghĩa là trường học tiếng. Die Sprachschule. Die Grundschule có nghĩa là trường cấp 1. Die Grundschule. Chúng ta sẽ có từ der Schuh có nghĩa là một chiếc giày. Hai thì sẽ là die Schuhe. Der Schuh và die Schuhe. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghĩ xem là chúng ta sẽ có những tính từ gì hay gặp mà bắt đầu bằng SCH các bạn nhé. Mình nghĩ ra từ đầu tiên đó là từ schön. Giờ đầu clip mình đã nói schön, các bạn không nói là schön các bạn nhé, schön mà là schön. Uốn cong lưỡi lên và mở rộng cái hàm của mình ra, schön. Từ thứ hai đấy là từ cay, scharf. Scharf, cay chứ không phải là saf các bạn nhé. Saf. Schön saf. Bitte. Chúng ta sẽ có từ schlau. Schlau có nghĩa là rất là thông minh. Schlau bằng với lại intelligent. Schlau. Chúng ta sẽ có từ schlecht. Schlecht. Rất là tệ. Không tốt. Schlecht. Chúng ta cũng có từ schlimm. Schlimm. Schlimm süß. Đáng yêu tuyệt vời là schlimm süß. Nhưng mà schlimm không thì có nghĩa là rất là tệ. Nhưng khi chúng ta ghép schlimm süß thì có nghĩa là chúng ta nhấn mạnh cái tính từ süß. Schlimm süß. Những cái tính từ này thì bạn sẽ thấy một phần ở trong cái clip về tính từ chỉ tính cách của mình. Bạn có thể tìm lại bài đấy để học thêm những tính từ chỉ tính cách của một người các bạn nhé. Một từ nữa mình nhớ ra đấy là từ chic. Chic, khi các bạn khen ai đó mà mặc rất là đẹp thì các bạn sẽ nói là chic. Oh, to be so chic. Chic. Cuối cùng thì các bạn hãy cố gắng để luyện cái âm SCH này trong tiếng Đức để chúng ta có thể giao tiếp tự tin. Nó không khó nhưng mà chúng ta phải luyện. Übung macht den Meister.
có công mài sắt, có ngày nên kim, các bạn hãy chăm chỉ tập luyện và chúng ta sẽ làm được. Danke schön. Wiedersehen. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau.